Xin chào quý vị các bạn, Cường xin chào ở nhà. Hôm nay thì Cường xin giới thiệu cho quý vị các bạn về một cái sơ đồ của một cái công năng nhà hàng buffet nướng theo phong cách kiến trúc Nhật Bản nhé quý vị các bạn nhé. Thì đầu tiên thì là chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái kích thước cũng như là cái không gian. Sau đó thì chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu vào cái công năng của khu vực phòng bếp để cho quý vị các bạn có thể là biết được và có thể là áp dụng được vào trong cái nhà hàng của nhà mình, phải không ạ? Thì đầu tiên thì là Cường xin phép là sẽ vẽ cho các bạn xem, đây chính là cái khu vực bếp nhé các bạn nhé. Thì Cường sẽ tô cho các bạn xem về một cái màu này trước để cho các bạn dễ dàng định hình được cái không gian nhà hàng. Đó, sau đó thì chúng ta sẽ đi sâu vào từng cái phần của cái không gian một để cho chúng ta sẽ có một cái nhìn nó tổng quan nhé các bạn nhé. Đó, đầu tiên thì bên mình đang vẽ ở đây. Ở đây chính là một cái khu vực là phòng bếp đó, và chúng ta sẽ có một cái khu vực đây, đó chính là khu vực cái quầy. Quầy buffet hay chúng ta gọi là có những quầy lai 2 tầng hay là quầy lai 3 tầng. Và chúng ta có một cái khu vực quầy bar và một cái khu vực thu ngân. Đó, thì là trên cái tổng thể này thì các bạn nhìn thấy là đây là một cái trung tâm của cái khu Go như quý vị các bạn nhé, dự án của bên Go, trước gọi là Big C, bây giờ gọi là Go. Đó, thì chúng ta sẽ có một lối vào này này. Theo cái phong cách kiến trúc Nhật thì bên mình đang thiết kế cái lối vào đầu tiên đây là có cái cổng, đúng không ạ? Cái cổng theo cái phong cách là kiến trúc Nhật nhé các bạn nhé. Trước khi mà chúng ta vào thì chúng ta sẽ có một cái không gian cổng vào đây là rất là rộng, và chúng ta sẽ có một cái hàng lang đây rất là thoáng, đúng không ạ? Sau khi mà chúng ta nhìn từ bên ngoài cái trung tâm cái siêu thị này, trung tâm thương mại này vào, thì chúng ta sẽ có đây có một cái khu vực là quầy thu ngân. Đó, sau quầy thu ngân này chúng ta sẽ có một cái khu vực đây người ta gọi là cái khu vực quầy pha chế. Đó, thì Cường sẽ vẽ tô màu đây cho các bạn dễ hình dung. Đây là một cái khu vực cái quầy pha chế. Thì đối với lại nhà hàng thì quan trọng nhất đó chính là cái vấn đề mà chúng ta cần phải hiểu được về cái công năng thì chúng ta mới có thể là đi vào cái chung quá trình mà chúng ta sử dụng được cái không trình nhà hàng nó tốt nhất được nhé các bạn nhé. Đấy, sau đó chúng ta sẽ có thêm ở đây đó chính là cái khu vực quầy lai. Cường là kiến trúc sư mà Cường cũng là một trong những đơn vị là kiến trúc là tư vấn thiết kế chuyên nhà hàng nhé các bạn nhé. Đó, thì đây chính là một cái khu vực quầy lai này. Đây là khu vực quầy lai. Cường sẽ vẽ công năng này để cho các bạn nào mà làm nhà hàng, chắc chắn các bạn nào mà đã thiết kế nhà hàng rồi, các bạn làm nhà hàng rồi, các bạn sẽ hiểu được rằng là Cường đang vẽ rất là chuẩn. Đó, đây là một cái khu quầy lai. Thì cái quầy lai 2 tầng này này, đó, thì chúng ta sẽ có những cái bàn, ví dụ như đây là cái bàn là gọi là bàn sơ chế, thì Cường sẽ dùng cái màu này để Cường vẽ. Thì chúng ta có những cái bàn sơ chế hay là những cái bàn bếp chiên, bếp những cái bếp chiên, bếp chiếc. Đó, thì đây trong chỗ này là chính là những cái bếp chiên này. Đó, đây những cái bếp chiên, đây là bàn chiên. Thì tẹo nữa là Cường sẽ chia sẻ cho các bạn để các bạn hiểu về cái sơ đồ nó rõ hơn. Đó, sau đó thì chúng ta sẽ có những cái khu vực trong này, đó chính là cái khu vực bếp, ở đây là khu vực thu ngân thì chúng ta không nói rồi. Đó, và chúng ta đối với lại phong cách Nhật Bản ấy, thì chúng ta sẽ phải có ở đây đấy những cái khu vực nhà hàng không thể thiếu được là những khu vực check-in. Đây là những khu vực check-in này, và chúng ta sẽ có những cái phòng VIP 1 này, VIP 2 này, VIP 3 này, VIP 4 này, VIP 5, VIP 6, VIP 7. Thì tất cả những cái phòng VIP này thì đều được bên mình là nâng cốt lên. Đó, nâng cái cốt lên đây là cốt 250, và trong các cái phòng này thì các bạn sẽ thấy được rằng là bên mình sẽ bố trí là làm sao để đi được những cái đường ống hút mùi hay là những cái máy hút mùi kết hợp ở đó. Đây là các bàn này, là những phòng VIP này thì đa phần là chúng ta đi là nhiều người, thế nên là chúng ta sẽ chọn những cái bàn như là bàn 6 người nhé các bạn nhé, bàn 6 người, hoặc có thể là chúng ta sẽ lên là bàn 8 người. Thế đây ví dụ như đây là bàn 8 người này. Đó, đây là bàn VIP. VIP 1 thì là mình đang sử dụng là bàn 6 người, bàn 6 người, bàn 8 người, bàn 6 người, bàn 8 người, bàn 8 người, và chúng ta có đây là bàn 12 người. Đó, đấy là một cái phòng VIP. Thì cái này để chúng ta đặt bàn. Thế còn những cái khu vực như là những cái khu vực là đây, đây những cái khu vực bàn bàn 4, đấy những cái khu vực bàn 4 này. Đó, những khu vực bàn 4 hay là những bàn bàn 4 bàn 6 thì chúng ta dùng có thể là dùng bàn 4 bàn 6 đây, hoặc cái khu vực bên ngoài này thì chúng ta khu vực tami thì chúng ta có thể là sử dụng cái chiếu của chúng ta ngồi, chúng ta có thể là ngồi 4 được. Đấy, thì là chúng ta sẽ có hai cái phân vùng cơ bản cho cái công trình lần này. Đó, một là chúng các bạn nhìn thấy ở đây là bên mình đang phân chia về cái khu vực phòng ăn ấy, thì là chúng ta sẽ có được ở đây đó chính là khu vực VIP đấy nhá các bạn nhá, khu vực VIP cho cái phong cách Nhật, đúng không ạ? Hai là chúng ta sẽ có được ở đây đó chính là cái khu vực gọi là khu vực tami, đó, khu vực ngồi chiếu á, đó, khu vực này là cái khu vực 2, và cái khu vực mà để cho các bạn là ngồi, đúng không ạ? Các bạn ngồi là chọn đồ ở đây, buffet mà, chọn đồ ở đây, nướng ra đây ngoài này ngồi. Đó, thì chúng ta có thể là
ngồi bàn 4 hoặc bàn 6, chúng ta ngồi rất là thoáng ngoài này nhé các bạn nhé. Còn VIP chúng ta ngồi trong này. Đó. Thì về cái sơ đồ công năng ấy, thì các bạn có thể thấy được rằng là ở chỗ này chúng ta có một cái ghế chờ này, chúng ta sẽ đi theo cái đường vào đây. Đó, đây sẽ rẽ ra hai bên. Đó, rẽ ra hai bên. Đó, thì chúng ta sẽ đi theo cái hướng này để chúng ta sẽ có một cái cây đào. Đó, một cây đào rất đẹp này, Cường sẽ làm cây đào đấy và chúng ta sẽ đi qua đây. Thì chỗ này chúng ta sẽ có một cái khu vực để chúng ta rửa tay cho khu VIP nhé các bạn nhé. Và tiếp tục chúng ta đi ra đây. Đó, và cái đường này từ các cái khu đó, từ các khu này mà chúng ta sẽ có những cái khu vực là chạy xung quanh này. Để các bạn có thể thấy được rằng là những cái sơ đồ công năng mà khi mà mình thiết kế đây này, để đi được trong một cái nhà hàng thì quan trọng nhất đó chính là cái lối giao thông. Lối giao thông đó, khi mà chúng ta chạy bàn, chúng ta chạy ở đây nó không bao giờ nó bị cái vấn đề là lỗi thiết kế, hay là nó bị cái vấn đề là không vận chuyển được hàng hóa đi lại đó. Tất cả những cái này là bên mình sẽ phải thiết kế và tính toán đấy các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy sơ đồ do công năng ạ. Và tiếp theo là những cái cây đào trang trí những cái góc đấy. Thì khi mà mình thiết kế một cái không gian như này, đây là cái sơ đồ công năng của một cái nhà hàng Nhật Bản, thì là Cường xin phép là sẽ chia sẻ nó sâu về cả cái không gian, về bếp cũng như là về cả cái sơ đồ chung. Thế còn là khi mà mình sẽ làm cho các bạn một cái video về từng các cái không gian một, để cho các bạn hiểu được là những cái cổng cổng những cái ý nghĩa của từng những cái cổng T-Gold Nhật Bản, hay là những cái cổng, hay những khu vực check-in, hay là những cái thiết kế từ những cái bộ đá lên như này là có ý nghĩa gì trong cái phong cách kiến trúc Nhật Bản, thì Cường xin phép và sẽ chia sẻ sâu cho các bạn. Thế còn là về một cái không gian, về một cái không gian chuẩn với tổng thể của một cái nhà hàng, thì là về cái không gian ăn thì là đã rất là chuẩn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phân tích về cái không gian, về cái quầy thu ngân cũng như cái bếp này. Đây là một trong những cái điều mà cực kỳ quan trọng. Thế về cái tỷ lệ giữa cái khu vực bếp và cái khu vực nhà hàng thì nó sẽ chiếm bao nhiêu nha các bạn nhé. Thì Cường xin phép và chia sẻ cho các bạn là với cái diện tích nhà hàng mà bên mình đang làm đây là tổng diện tích là bằng 500 mét, thì cái khu bếp này nó đang rơi vào khoảng 70 mét nha các bạn nhé. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sâu về cái công năng của cái khu vực bếp đó. Thì Cường xin phép là Cường sẽ vẽ cho các bạn để các bạn sẽ hình dung nó dễ hơn. Thế này là mình đã phải làm việc với lại bếp của nhà anh Cường rồi nhé các bạn nhé. Thì đầu tiên ý, thì chúng ta sẽ phải nói đây đó chính là cái khu vực là lối vào của bếp. Giả dụ đây là chúng ta có một cái khu vực bếp vào đó, đây là cái lối vào của khu vực bếp này đó. Cường sẽ dùng bút màu trắng, Cường vẽ là cái nền này. Thì chúng ta ở một cái không gian, một cái công trình ý, thì chúng ta bao giờ chúng ta sẽ có ở đây cái sơ đồ đầu tiên là chúng ta sẽ có một cái bếp. Bếp ba họng, một họng, hai họng, ba họng. Đây là cái bếp nó dành để nấu đồ đồ ăn Á như các bạn nhé. Đấy, đồ ăn Á chúng ta sẽ có thêm một cái bếp đây đó, chúng ta để nấu đồ ăn Âu đó, đúng không ạ? Đây là một cái bếp. Và chúng ta sẽ bao giờ chúng ta có bếp nhá. Đây là bếp này đó. Bếp thì cái sơ đồ ra là bao giờ chúng ta sẽ có ngay đây là một khu vực bàn. Chúng ta có một cái bàn này, Cường sẽ vẽ đây cho các bạn hiểu là bàn sơ chế, bàn sơ chế, đúng không? Và từ cái bàn sơ chế này thì chúng ta sẽ có thêm đó chính là những cái chậu rửa. Bàn sơ chế thì bên này chúng ta phải có những cái chậu rửa chứ, đúng không? Đó là về cái sơ đồ công năng. Thì các bạn có thể thấy được rằng là bao giờ cái sơ đồ công năng của bếp mà nó chuẩn được thì chúng ta mới nấu nướng được nhé các bạn nhé. Chúng ta sẽ có những cái chậu rửa ở đây đó. Đó, đây là khu chậu rửa, đây là chậu rửa này, chậu rửa. Và khi mà xong đồ ra đồ ra đồ thì chúng ta sẽ có thêm là cái khu vực là bàn sơ chế ra đồ và bàn sơ chế. Đó, thì chúng ta sẽ có thêm những cái khu vực bàn nữa. Thì cái bàn này chúng ta có thể là bàn đồ đạc này nữa, đồ đạc cũng dễ dàng lắm. Giờ toàn bộ này là dùng inox hết và chúng ta phải có thêm những cái rãnh nước vân vân. Đó, bàn sơ chế hay bàn ra đồ ở đằng này. Thì chúng ta sẽ có thêm ở đây đó chính là tủ mát hai cánh, tủ mát ba cánh nha các bạn nhé. Thì bao giờ chúng ta một cái nhà hàng chúng ta phải có hết để tủ mát. Tủ này là mình sẽ làm hai cánh và tủ bên này mình sẽ làm ba cánh. Đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ phải ghi ra đây. Đó, một cái tủ mát hai cánh. Hay là đây là một cái tủ mát ba cánh nha các bạn nhé. Đó, đúng không ạ? Về cái sơ đồ thì các bạn đã hiểu chưa? Và chúng ta sẽ có thêm ở đây đó chính là một cái kho lạnh. Đó, để Cường sẽ vẽ sơ bộ này cho các bạn hiểu về sơ đồ trước. Đó, kho lạnh, kho lạnh. Đó, kho lạnh. Và chúng ta sẽ có một cái bàn cắt. Đây là một cái bàn cắt này, Cường sẽ vẽ đây bàn cắt. Và chúng ta sẽ có thêm
đó là cái kho than anh các bạn nhé, kho than đó, kho than. Và các bạn có thể để ý rằng là nếu chúng ta có kho than thì chúng ta phải có ở đây đó chính là một cái lò than. Đây, Cường sẽ vẽ kiểu sơ bộ này cho các bạn hiểu, đúng không ạ? Lò than đó. Và nếu mà các bạn lò than này thì chúng ta sẽ có một cái đường đây, giả dụ đây chúng ta sẽ đặt đây một cái khu vực, đây là khu vực rửa đó, đây khu vực rửa bát nhé các bạn nhé. Trong khu vực rửa bát thì nó sẽ có là giá để bát này, hay là nó sẽ trong khu vực rửa này thì chúng ta sẽ có thêm à, chúng ta sẽ có những cái bàn rửa, chậu rửa ở đây đó, hay là chúng ta sẽ có những cái giá đựng bát ở đây đó, đúng không ạ? Hay là ở đây là cái bàn bàn cắt thì chúng ta là để máy cưa để chúng ta cắt những cái thịt đông chẳng hạn thế, đúng không ạ? Và cái khu vực này thì chúng ta sẽ có một làm thiết kế làm sao cho nó phù hợp, vừa tầm là đồ đạc khi mà đồ bẩn vào cái nó vào luôn khu này và vào trong cái khu vực rửa bát này ra đây, chúng ta rửa ở đây chúng ta sẽ để khô sạch sẽ nhé các bạn nhé. Thì nó sẽ kín đáo, một cái chu trình làm việc nó sẽ hoàn tất. Đấy, ví dụ như đây, đầu tiên vào này, đầu tiên vào thì chúng ta có một cái lò than, lấy than xong mới lò. Đấy, chúng ta vào trong này đó, chúng ta ra đây đó, tủ mát tủ lạnh, chúng ta bàn sơ chế đồ, đúng không ạ? Và trong bàn sơ chế này chúng ta nấu nướng đây đó, và kết hợp đó thì chúng ta có thể kết hợp xong bên này là cái quầy để ra cái phòng sơ chế đó, thì các cái bếp ấy, thì bao giờ chúng ta sẽ có hai khu như này. Nếu mà đối với nhà hàng lớn mà bên mình đang làm ấy, thì là mình thường thường là mình thiết kế là à, đây là một cái khu, đây là một cái khu bếp này, khu bếp thì chúng ta có lối vào đây, lối vào của bếp thì ra đây là ra quầy ba, quầy ba đó, nó sẽ có một cái lối ở bên này thì bên mình đang thiết kế như vậy. Và từ cái này, từ phần này thì chúng ta sẽ có thêm đây là đó chính là cái khu vực mà để là quầy lai hay là sơ chế là bếp chiên, để những cái đồ mà cho mọi người là lấy ra để mọi người làm cái vấn đề là ăn, đúng không ạ? Ăn lấy đồ ăn ấy đó, buffet mà, thì chúng ta sẽ có những cái tủ lai, những cái tủ quầy, như là ví dụ như đây là một cái tủ này đó, ví dụ như cái tủ này thì chúng ta có thể là làm cao lên đó, cao như này, ở dưới này chúng ta để những cái ngăn đựng bát, đây ngăn đựng bát hay là ngăn đựng chén vân vân đó, thì ngăn đựng bát đựng chén trên này thì chúng ta làm tầng lên đó, cái tủ này nó cao là 1m2 gì đấy, 1m2 1m1 thôi đó, chúng ta làm tầng lên thì tùy cái kiến trúc sư họ sẽ đưa ra cái phương án làm sao cho nó phù hợp nhé các bạn nhé. Thì đấy chính là cái sơ đồ công năng của một cái khu vực bếp bếp ăn nhà hàng mà mình đang thiết kế theo cái phong cách là kiến trúc Nhật Bản đấy như các bạn nhé. Và những cái điều lưu ý nữa trong quá trình mà mình thiết kế thì là trong các video sau cùng xin phép chia sẻ nó sâu hơn. Thế còn để có một cái công năng, một cái sơ đồ công năng mà nó chuẩn như này thì cần kiến trúc sư. Thế các bạn nào mà có nhu cầu mà tư vấn thiết kế nhà hàng theo phong cách kiến trúc Nhật Bản thì các bạn hãy liên hệ trực tiếp với Cường qua số điện thoại là 0988799322, là Cường sẽ người trực tiếp mà tư vấn thiết kế nhà hàng cho quý vị các bạn, để quý vị các bạn là có được một cái công trình nó tốt nhất và nó chất lượng nhất cho quý vị các bạn nhé. Cường xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.